Chúng ta được biết rằng, trong thế giới của Chainsaw Man, quỷ được sinh ra từ nỗi sợ của loài người. Cái tên nào được nhiều người sợ nhất thì chắc chắn là con quỷ đó sẽ càng mạnh. Tuy nhiên có một nỗi sợ còn ghê gớm hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu và chắc chắn là nó không bao giờ yếu được. Đó chính là nỗi sợ căn nguyên. Cho đến thời điểm hiện tại đã có hai nỗi sợ căn nguyên xuất hiện trong Chainsaw Man và tất cả bọn chúng đều gây ra một nỗi kinh hoàng cho các nhân vật trong truyện đã từng đối đầu. Điều này đã dấy lên một câu hỏi rằng, vậy quỷ sa ngã và quỷ bóng tối con nào mạnh hơn và con nào mới xứng đáng làm vua của nỗi sợ? Chào mừng các bạn đến với Ben chị điện tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau so sánh và tìm hiểu xem sức mạnh của quỷ sa ngã có sánh ngang với quỷ bóng tối hay không nhé. Nỗi sợ từ cái tên có lẽ đây là điều mà bất cứ ai đặt chân vào thế giới Chainsaw Man cũng đều biết Hay tệ lắm thì cũng loáng thoáng nghe qua Và mình đã nói rất nhiều về điều này rồi Quỷ bóng tối và quỷ sa ngã cũng là hai nỗi sợ nguyên thủy Thế nhưng nỗi sợ nào có lâu hơn và đâu là nỗi sợ mang sức mạnh bá đạo hơn Để giải đáp thì đầu tiên chúng ta hãy cùng làm rõ ngọn ngành cho từng cái Đầu tiên hãy nói đến nỗi sợ bóng tối là gì Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì về bản chất Nỗi sợ bóng tối là nỗi sợ những điều chưa biết, bởi khi màn đêm bao phủ, chúng ta không hề nhìn thấy những gì ngoài kia và điều đó làm chúng ta hoảng sợ và trí tưởng tượng của con người chúng ta luôn có xu hướng nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. vậy nên đối với tổ tiên của chúng ta từ thời xa xưa, thì họ đã sống chung với bóng tối từ khá là lâu và bóng tối cũng chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của loài người nguyên thủy. chính vì thế mà màn đêm buông xuống hiển nhiên một điều rằng tâm nhìn của con người sẽ bị giảm đi. chúng ta sẽ không biết được xung quanh sẽ có gì và lúc đó khả năng bị những loài động vật ăn thịt săn ngược lại sẽ rất cao. và kể cả khi tìm ra được lửa hay xã hội phát triển tới thời điểm hiện tại, thì có thể thấy bóng tối vẫn là một thứ gì đó đáng sợ đúng không nào? Những bộ phim kinh dị, những ảo tưởng về việc có ma quỷ luôn là nỗi ám ảnh với một bộ phận dân số. Có ông nào hồi bé mà bảo không sợ mỗi khi màn đêm buông xuống đi, nếu không thì chắc chắn mấy ông sẽ không có cái trò tắt điện rồi chạy thật nhanh lên giường và chìm mình lại để trốn một con ma phía sau rồi, hoặc đơn giản là lấy một cái khăn để bịt mắt lại, sau đó đi vòng vòng một đoạn thử xem, coi cảm giác bất an hay lo lắng rằng mình sẽ chạm vào bức tường hay một thứ gì đó có thể gây đau, luôn luôn là một thứ mà não ta nghĩ tới đầu tiên, mặc dù là ta đã biết rõ địa hình, nói tóm lại thì lý do tại sao con người chúng ta cảm thấy sợ hãi trong bóng tối không phải là vì bản thân chúng ta đang ở trong bóng tối mà là chúng ta sợ những điều không biết điều không thể nhìn thấy hay những thứ mà chúng ta không thể hiểu hoặc dự đoán được liệu cái gì sẽ xảy ra với chúng ta khi chúng ta đang ở trong bóng tối ma quỷ, cái chết hay một cô em xinh tươi nào đó Tất cả đều không ai biết chính vì những điều trên Cho nên từ đó nỗi sợ này đã in sâu vào trong tiềm thức con người Từ đó quỷ bóng tối đã được sinh ra và mang cho mình một sức mạnh vô biên Và là một trong những con quỷ mạnh nhất trên Man ở thời điểm hiện tại Cũng từ chính khái niệm đó, nỗi sợ rơi cũng nằm trong nỗi sợ những thứ không biết gì Ai mà biết rằng khi rơi từ trên cao xuống, ở dưới kia sẽ có những gì Và bản thân chúng ta sẽ bị những gì đúng không? Chấn thương, gãy tay gãy chân hay được rơi xuống một chiếc bạc cao su có độ nảy vô cùng sướng Vậy nên nếu nếu xét về mặt bản chất thì có thể nói rằng nỗi sợ rơi đến từ việc sợ những tình huống không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi bản thân đạt tới một độ cao nhất định mà bản thân ta cho là nguy hiểm một phần của nỗi sợ rơi là do sự không chắc chắn và thiếu kiểm soát trong môi trường cao nơi có nguy cơ rơi từ đó người bị acrophobia thường gặp phải nỗi sợ mất kiểm soát và không biết những tình huống có thể xảy ra khi họ ở trên một độ cao nhất định với điều này tạo ra cảm giác lo lắng và sợ hãi ngoài ra nỗi sợ rơi cũng có thể phản ánh một dạng sợ hãi tự nhiên của con người đối với độ cao. Điều này có thể được hiểu như là một cơ chế tự bảo vệ vì rơi từ một độ cao nhất định có thể gây chấn thương hoặc tử vong. Do đó, nỗi sợ rơi có thể được coi là một phản ứng tự nhiên của con người đối với nguy cơ tiềm tàng trong môi trường cao, ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý. Đó chính là lý do tại sao mà nó được đặt tên là acrophobia và trở thành một loại bệnh lý rối loạn lo âu mà người ta có khi đối mặt với độ cao. Những người bị acrophobia có thể thấy sợ hãi, lo lắng hoặc khoảng khi ở trên các vị trí cao như các tòa nhà cao tầng cầu núi tháp hay thậm chí là chỉ một bậc cầu thang khi mắc phải nỗi sợ rơi người mắc hội chứng đó có thể trải qua những triệu chứng như cảm giác hoa mắt chóng mặt cảm thấy mất kiểm soát tim đập nhanh, thở hổn hển hay cảm giác nguy hiểm, sợ mất mạng. Nỗi sợ rơi có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người mắc phải, hạn chế khả năng tham gia vào các hoạt động và tạo ra sự phiền toái trong việc di chuyển. Chính vì thế mà khi xuất hiện, Falling Devil đã cho chúng ta thấy hai mặt về khoảng tác động vật lý và tâm lý lên những người bị ảnh hưởng. Nói tóm lại, khoảng sức mạnh từ cái tên mà mình vừa phân tích thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng quỷ sa ngã hiện tại có phần yếu hơn quỷ bóng tối rồi đúng không? sức mạnh đã thể hiện. Sau phần 1 thì hiện tại tỷ số đã là 1-0 nghiêng về phía quỷ bóng tối với lợi thế mạnh hơn là sức mạnh từ cái tên. Vậy về mặt sức mạnh đã thể hiện thì liệu quỷ sa ngã có thể đưa về thế cân bằng được hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nhé. Đầu tiên đó là về sức mạnh thuần, có thể thấy về khoảng này thì chúng ta vẫn còn hơi mơ hồ. Bởi trong chuyến viếng thăm âm phủ của Denji, Makima và những người bạn thì quỷ bóng tối đã hành bọn họ một trận lên bờ xuống ruộng và chắc chắn là không thể nào mà quên được những ký ức ấy Tuy nhiên không hẳn là khi đó quỷ bóng tối không bị thương Nếu các bạn còn nhớ thì Makima cũng đã gây được sát thương lên quỷ bóng tối và khiến cho mặt mũi nó biến dạng bằng chiêu bang như thế này Mặc dù ai nhìn qua cũng biết rằng quỷ bóng tối đang trêu đùa và không thèm phòng thủ những đòn tấn công từ Makima Nhưng nó cũng chứng tỏ một điều rằng cơ thể của họ có thể bị gây sát thương lên chứ không hẳn là kháng được hết mọi đòn tấn công đúng không? Hơn nữa là Khả năng phục hồi của nó rất là nhanh, vì có thể thấy chỉ vài giây sau đó, Dark Devil đã xuất hiện trở lại trong một trạng thái bình thường và tiếp tục chiến đấu với makima điều này cũng rất giống với quỷ sa ngã mặc dù không gọi là bất bại vì cơ thể của cô là cơ thể người và bị giết rất nhiều lần tuy nhiên khả năng hồi phục của Ata ta cũng phải gọi là đỉnh của đỉnh năm lần bảy lượt bị chém phăng ra thành từng mảnh thế nhưng rất nhanh chóng Ata ta đã quay trở lại và rồi tiếp tục tung hoành mặc dù hiện tại ta không biết nhân dạng của quỷ sa ngã là gì bởi khi lên đây nó đã mượn sát từ những cư dân đã chết kia để tạo nên một hình dáng mới nhưng mà theo mình nghĩ thì dù là gì đi nữa thì chắc chắn là cũng giống với quỷ bóng tối mà thôi Vì đều là nỗi sợ nguyên thủy mà đúng không cũng có thể hồi phục và bị gây sát thương nên là về khả năng này thì cả hai đều giống nhau sức mạnh từ kỹ năng về khoảng này thì ở thời điểm hiện tại ta chưa được rõ ràng lắm bởi thời lượng xuất hiện mà quỷ sa ngã mặc dù là nhiều hơn quỷ bóng tối tuy nhiên ả à ta lại có một tính cách hơi kỳ lạ đó là việc không thích tham gia vào những cuộc ẩu đả vô nghĩa và chỉ tập trung vào nhiệm vụ được giao vậy nên quỷ sa ngã đã thể hiện rất ít skill của bản thân tuy nhiên nói là ít vậy thôi chứ mỗi lần mà chị tung hoành là gần như ở đấy thảm họa sẽ xảy ra Thành phố Tokyo tàn hoang chắc chắn là thứ đầu tiên mà ta nhớ đến rồi đúng không? Thứ hai đó là việc tác động đến không gian. Quỷ sa ngã có thể khiến một cá nhân nào đó đi vào vùng không gian mà ta muốn. Nói đúng hơn là tác động tâm lý của người đó và khiến họ suy nghĩ rằng mình bị cô lập sang một thế giới khác. Từ đó để ta có thể thao túng và khiến họ trở nên yếu ớt. Bằng chứng là những pha hành xác đối với Mitaka hay mở cổng không gian đến địa ngục. Cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ có vài con quỷ có khả năng làm được việc này như quỷ bóng tối, quỷ địa ngục hay quỷ vĩnh hằng mà thôi. Vậy nên đây thực sự là một kỹ năng rất bá đạo đấy ngược lại thì ở phía quỹ bóng tối hãy nhìn lại xem nó đã làm được gì vì một lý do nào đó ta chưa bao giờ thấy được quỷ bóng tối bước chân lên trên nhân giới mặc dù nó cũng đã thể hiện ra cho chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn có khả năng để bước chân lên nơi này có thể là do mạnh quá nên tác giả không cho lên hoặc chỉ đơn thuần là muốn ở dưới địa ngục để chiêu mà thôi nhưng mà nếu nó lên thì thật sự là hơi mệt đấy tại thời điểm đó toàn bộ những hảo hán được cho là tinh nhuệ nhất trên thế giới đã đến được đây thậm chí là cả makima trong trạng thái sung mãn nhất cũng phải ngã mũ chịu thua và nhanh chóng tìm đường tháo chạy thì cũng có thể hiểu là nó mang sức mạnh ghê gớm như thế nào rồi đúng không? Nếu nhìn ở hướng ngược lại thì quỷ sa ngã chỉ phải chiến đấu với một chen Men không tìm ra được cách để khắc chế và một quỷ chiến tranh đang vô vọng. Mặc dù đúng thật là khi ở dưới địa ngục, Chainsaman không xuất hiện ra để chiến đấu với quỷ bóng tối vì khi đó Denji thiếu máu Nhưng theo mình nghĩ thì có biến hình thì cũng vậy thôi Bởi với tình hình khi đó và độ máu chiến của anh Doc thì không có gì đảm bảo rằng Chainsaman sẽ làm nên chuyện đó cả Vậy nên mặc dù quỷ sa ngã đã làm khó được Denji, Mitaka và cả Tokyo nhưng nó thực sự là chưa đủ thuyết phục để chúng ta có thể thấy được sức mạnh thực sự của á ta đúng không? Ngoài lên một chút thì các bạn có thể để ý rằng có một điều khá là lạ ở những con quỷ được sinh ra từ nỗi sợ nguyên thủy không? Quỷ bóng tối chỉ quan tâm tới Mitaka, còn những thứ khác có hay không không quan trọng, Falling Devil cũng chỉ để ý tới nhiệm vụ của mình Còn Chainsaw Man hay trái tim của người cưa thì ta cũng chẳng để ý đến, phải chăng có ẩn khúc gì ở đây khi mà cả địa ngục bao gồm những tứ kỵ sĩ khải huyền đều phải xuất sẵn lên để đi tìm kiếm sức mạnh của người cưa và thực hiện mục đích cho riêng mình thì hai con quỷ khởi nguyên này lại chả để ý đến và cứ nhẫn nhờ là những điều mà chúng thích phải chăng bọn chúng quá mạnh và Chainsman không phải là vấn đề đáng để bận tâm? Có lẽ điều này chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa thì mới biết được. Quay trở lại với vấn đề, từ những gì đã phân tích, thì nếu Quỷ Sa Ngã xuất hiện một lần nữa và lần này á ta tung hết toàn bộ sức lực, thì mình tin rằng sẽ có một hội nào đó để Quỷ Sa Ngã có thể chứng tỏ được. Chứ ở thời điểm hiện tại của bạch truyện, thì á ta khó có thể sánh ngang được với Quỷ Bóng Tối. Nhưng mà nói gì thì nói, các bạn cũng nên nhớ rằng chúng ta đang so sánh sức mạnh của hai nỗi sợ căn nguyên những con quỷ mạnh nhất của loài quỷ vậy nên quỷ sa ngã không phải là dạng quỷ tâm thường mà nó chỉ thua mỗi anh đắc nhà ta thôi nhé Tổng kết với lại thì qua những gì đã phân tích thì có thể thấy sự hiện diện của quỷ sa ngã là hơi thọt so với quỷ bóng tối. Tuy nhiên, nếu được quay trở lại lần nữa thì mình tin chắc rằng khi đó nó sẽ show cho chúng ta thấy được sự đáng sợ của cái tên mà nó mang lại đấy. Ý kiến của các bạn như thế nào? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.